Bạn bắt đầu khởi nghiệp, bạn có ý tưởng nhưng băn khoăn về định hướng, hay bạn muốn thương hiệu của mình bay xa? Tham gia talk show Định vị thương hiệu, phát triển thị trường. Nhiều cơ hội để ý tưởng và sản phẩm của bạn lan tỏa. Xây dựng chiến lược truyền thông, kết nối doanh nghiệp, hợp tác đầu tư, nâng tầm thương hiệu. Phát sóng vào 9 giờ sáng thứ Bảy Chủ nhật hàng tuần. Định vị thương hiệu, phát triển thị trường. VTV8 cùng bạn đi đến thành công.